gìn giữ và nâng cao chất lượng sản phẩm áp dụng quy trình sản xuất tiên tiến hiện đại, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm đã giúp làng nghề giò trà Trai Trang thị trấn Yên Mỹ, huyện Yên Mỹ ngày càng phát triển, đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng trong và ngoài địa bàn tỉnh. Dù còn gần một tháng nữa mới đến Tết Nguyên Đán, nhưng thời điểm hiện tại, các hộ làm nghề đã nhận được đơn đặt hàng với số lượng tăng gấp nhiều lần những ngày trong năm. Trên 20 năm làm nghề, cơ sở sản xuất giò trà Việt Huê ở thị trấn Trai Trang luôn được khách hàng tin tưởng và đặt mua. Mỗi ngày sản xuất từ 60 đến 70 kg giò trà các loại như giò lụa, giò hoa, giò bò, chả giò, chả lợn. Để tạo ra sản phẩm chất lượng, cơ sở phải dậy sớm từ 3 giờ sáng để chọn lựa nguyên liệu là thịt lợn, thịt bò tươi, dẻo, còn ấm ngay từ các lò mổ, sau đó lọc bỏ gân, mỡ rồi mới đem đi chế biến. Mỗi hộ có một bí quyết riêng, nhưng ngoài chọn nguyên liệu thì gia vị khi chế biến như nước mắm, mì chính cũng phải hàng loại một, và đặc biệt là cơ sở nói không với hàn the hay chất bảo quản. Với cách làm đó đã tạo nên sản phẩm thơm ngon và ngày càng thu hút được nhiều khách hàng. Hiện cơ sở đã nhận được đơn đặt hàng từ ngày 22 đến hết ngày 30 tháng Chạp với số lượng mỗi ngày từ 5 đến 7 tạ giò trà. Nhà mình là có những cái bí quyết riêng để xay giò. Xay đúng tầm là xúc ra thì nó sẽ ngon, còn quá không được mà dối một tí cũng không được thì giò sẽ không để được lâu. Tôi cũng đi rất là nhiều vùng miền nhưng không ở đâu ngon bằng ở thị trấn Yên Mỹ. Tết Nguyên Đán 2024 tới, tôi cũng có dự định là đặt khoảng từ 2 đến 3 tạ. Nếu như trước kia, chế biến giò trà chủ yếu phục vụ nhu cầu của người dân quanh khu vực, thì từ khi làng nghề được cấp chứng nhận đăng ký nhãn hiệu tập thể, cơ sở chế biến Thủy Bạch còn nhận được nhiều đơn hàng từ các bếp ăn của công ty, trường học và cửa hàng, đáp ứng tiêu thụ mỗi ngày từ 30 đến 40 kg thành phẩm. Vào ngày Tết lên tới 5 tạ mỗi ngày. Để đáp ứng theo đơn hàng ngày một tăng, cơ sở đã đầu tư máy móc công nghệ hiện đại như máy xay công suất lớn, máy thái, chảo chiên, nồi hấp. Từ khi có nhãn hiệu thì mọi người đã biết đến và giới thiệu cho nhau, thì chúng tôi có nhiều thêm một số cái khách hàng hơn. Và đặc biệt là cái ban công ty ấy, thì hiện nay gia đình tôi là làm có thể nói là cũng không làm hết được. Làng nghề truyền thống có từ lâu đời, thu hút trên 40 hộ tham gia. Hiểu được chất lượng sản phẩm có vai trò quyết định đến thành công của làng nghề, nên các hộ sản xuất bảo nhau phải làm ăn có uy tín, không phụ niềm tin của khách hàng. Chúng tôi thường xuyên đến các hộ gia đình ấy, là tuyên truyền về an toàn thực phẩm, vệ sinh xung quanh khu sản xuất, nhân rộng, duy trì mãi mãi làng nghề. Chỉ còn ít ngày nữa là tới Tết Nguyên Đán. Những ngày này, các hộ làm nghề đang khẩn trương hoàn tất các công đoạn lựa chọn nguyên liệu, thuê thêm nhân công để đáp ứng đủ đơn đặt hàng tăng cao của người tiêu dùng.